Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft siêu anh hùng. Và tập trước thì mình đã tìm được một cái pho tượng và sống tạm ở trên cái pho tượng này rồi. Nhưng mà phía trên đó nó bị hỏng một tí vì một con creeper TNT nó nổ tung á. Và ở đây thì mình đang nung những cái sắt đen ra để mình có thể sử dụng trong thời gian sắp tới. Và chắc chủ yếu mình sẽ nén sắt đen lại thành khói đi, vì như vậy nó sẽ tiết kiệm cái không gian chứa của mình hơn á. Ở đây thì mình có thêm một vài cái nữa nè. Ngoài ra thì mình còn có những cái quyển sách này. Quyển sách này thì mình dự định sẽ làm một cái kệ sách nè. Rồi chế tạo thêm cái bàn enchant nữa, để phục vụ vào việc nâng cấp dụng cụ cũng như là vũ khí lên đó. Vì những con quái vật trong này giai đoạn đầu nó rất là mạnh luôn, mà đồ mình yếu yếu á là nó quýnh mình chết như chơi. Ui làm gì có con ong nó bay ha, sao lưng cái pho tượng nhìn ghê vậy, ra chặt cây thôi mà. Rồi và mình có được bao nhiêu đây, được có 24, mà 24 thì chưa có đủ để làm những cái kệ sách đâu, mới được có 4 kệ à. Với lại mình chưa có cái hắc diêm thạch nữa, và mình có những cái amethyst này nè. Cái loại này hình như còn có thể làm được cúp, nên mình sẽ thử làm một cây cúp xem coi có đào được hắc diêm thạch không nhá. Và cây cúp này thì nó sẽ có 13 đam lận. Ui, nó mạnh hơn cái cây kiếm của mình. Chắc mình sẽ vừa sử dụng cúp này để đào và vừa dùng để làm vũ khí nhá. Ui, nhưng mà con ong nó kêu sau lưng nhà nghe ghê thiệt á. Gà chắc có nước nó chích mình chết á. Rồi và giờ thì mình sẽ cho những thứ không cần thiết vào bên trong ba lô lại, mang theo thêm kim cương và một ít cái loại khoáng sản nữa nhá. Biết đâu trên đường đi thì mình lại cần á. Rồi cắt vô trong để dành nè. Gỗ thì mình cũng phải mang theo thêm. Đây, đem theo như đây đi. Rồi bắt đầu cái chuyến khám phá trong ngày hôm nay, sẵn tiện đó tìm nơi để mình định cư luôn á. Còn về phần thức ăn thì mình còn bánh mì, rồi thịt heo nè, rồi một ít táo cũng như là dưa hấu. Mình sẽ đem theo những thứ này để ăn trên đường đi nhá. Rồi giờ thì đi luôn thôi nào. Và để đi nhanh hơn thì mình có thể đặt ở đây một cái cánh cổng nè, sau đó bắn một cái đường qua phía bên bên nào giờ ta, bắn qua đó đi. Đó, nó dính vô vách tường rồi đó, các bạn có thấy không? Rồi bây giờ thì mình sẽ đi qua cánh cổng này, giống như cánh cửa thần kỳ của Doraemon vậy đó. Bước vào một cái, đó, đi tới đây liền nè. Và giờ thì mình sẽ lên đường luôn thôi nào. Với phải ở đây có mấy cô bạn gái cũng khá là xinh đó, nhưng mà mình chưa có đủ hoa để kiểu như là tán tỉnh mấy cô bạn gái ấy. Một xíu nếu mà mình gặp hoa đỏ thì mình sẽ chịu khó hái về nhá. Ui, nhưng mà bà phù hỷ về nhà chưa ta? Hình như bà chưa về. Ủa, không biết cái nhà bà phù thủy này trống lỏng vậy rồi bà đi đâu nhờ. Thường thường thì phù thủy sẽ có nuôi thêm mèo đen á các bạn ơi, mà mình không thấy bà với con mèo đen của bà ở đâu hết á. Chắc là tìm nơi khác để sống hay sao rồi. Để ít đây có hoa màu đỏ luôn nè, được 3 hoa luôn. Không biết 3 hoa có đủ để tặng cho mấy bạn gái chưa nữa, để giờ mình sẽ thử luôn nhá. Đây ở đây có một bạn gái nè. Ui, lại gần mình liền. Thôi nhưng mà bạn này tóc đỏ mình không thích đâu. Mình ui, bạn này chơi tóc 7 màu luôn à. Ôi, chơi tóc 7 màu không thích đâu, mình thích mấy bạn tóc tóc đen cơ. Coi có bạn nào tóc đen không nhờ. Và hình như trời đang tối thì phải đúng không ta? Vừa đúng rồi. Ui, chưa hết mặc bikini chạy lại gần mình rồi. Thôi. Bó tay luôn á, hở cái là mấy em mặc bikini cái chạy lại mình à. Và ở đây có con zombie nè, quýnh luôn, sợ gì, dăm ba con zombie bổ luôn nha. Cây cúp của mình là cúp xịn đấy, đừng có đùa. Mà hình như cúp thì nó chiến đấu không được tốt bằng kiếm nha lắm các bạn ơi. Chắc xíu mình sẽ dành một ít cái amethyst để làm thêm cây kiếm quá. Chứ xài cây cúp này cũng hơi toan. Ui, mình gặp một con khủng long, mà phía trên nó còn có một con creeper nữa. Ui, bây giờ mình chưa có những bộ giáp siêu anh hùng, đánh với mấy con đó hơi bị căng á nha. Cầm cái rìu quýnh thử coi. Ui, cái rìu quýnh tốt hơn nè các bạn, quýnh được mười mấy đam luôn á. Mặc dù đây là rìu bằng đá thôi nhá. Hay là bây giờ mình sẽ tìm chỗ nào an toàn, mình chế cho mình một cái cây rìu bằng amethyst luôn đi, cho nó xịn sò hẳn. Đỡ phải nâng cấp thêm nữa. Rồi mình sẽ lấy que số này nè, đặt theo cái bàn chế tạo dưới này, làm ra một cái cây rìu bằng amethyst. Rìu này được 14 sức tấn công lận. Mạnh đơn ngẩn liền, thử coi. Ui, creeper con nè. Trời, mấy con creeper con cái vậy chứ, đáng sợ lắm nha. Mình không để ý nhiều khi là đánh lén mình chết queo liền. Rồi, mình còn 7 amethyst hả ta?
Ôi nếu 7 cái thì mình có thể làm thêm được cái gì nhờ? Một cái quần đúng không nhờ? Ủa như được cái quần. Chuẩn luôn. Được nha, mặc cái quần amethyst. Ây da. Ui. Ui mấy con này nó định quýnh hồi lòng mình hay sao ấy. Quần Reaper 100 mấy máu lận. Thôi thôi thôi, mình quýnh một hồi chắc mình tử nạn đây quá. Để mình coi coi mình có thể đánh bại được con khủng long với con Reaper này không nhá. Ui, ui đánh được, đánh được, đánh được. Ui mình đánh nghe bon 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 luôn á. Rìa mình mạnh đến mức đập một phát chết queo con Creeper laser luôn. Này thì Creeper laser với khủng long máy móc nè. Này ha, mình không có sợ đâu. Ui Creeper con nữa, Creeper con nữa. Cẩn thận, cẩn thận. Cẩn thận, nó, các bạn có thấy tóe lửa ra không? Thấy gì Creeper con có vẻ rất là nguy hiểm á các bạn ơi. Mình thử mở loot bag luôn coi. Cho mình một cái Thunder Step với một ít cái gì ta, cái cục than. Được quá chứ. Đi tiếp thêm một đoạn nữa coi nào. Ý bộ vàng ăn chán nè. Ui bộ này hơi bị xịn các bạn ơi. Coi coi có gì không. Ui đằng kia cũng có slam nữa. 1, 2, 3. Ui kia 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 ba bồ thủy kìa đúng không. À thì ra bồ thủy đi tít ngoài này ha. Trời ơi, bỏ nhà chống lỏng hết mình ha. May mà mình tốt á, mình không có chôm đồ rỗng á. Gặp ai là chôm hết đồ của bà cho bà nghỉ chế thuốc luôn. Và khi mình đánh bại những con bò vàng anh chan thì sẽ rơi ra táo vàng anh chan và táo vàng thường nè. Cũng như là thịt bò và da bò luôn á. Rất là xịn các bạn ơi. Biết đằng này còn bò vào thêm một cái ngôi nhà gì nữa. Ui, chỗ này nhiều cái hay vậy. Chưa chưa để mình thịt hết mấy con bò này cái đã. Rồi sau đó lại cái ngôi nhà và khám phá thử nhá. Biết đâu trong nhà đó có cả đống đồ cho mình thì sao. Và cái nhà này nhìn cũng khá là đẹp ấy. Ui được thực sự luôn. Có rương trống rỗng nữa kìa. Còn Skeleton bắn mũi tên bằng kim cương. Ôi chui chui. Bắn hả? Dám bắn mình. Dám bắn mình. Ủa bắn mình nè. Ý con nhện con nhện. À thì ra người đánh lén ta. Ui hai con nhện luôn. Ui chết rồi. Chết rồi, hai con gì nó dí mình ơi. Này thì dí nè, mày quá. Ok để mình tiêu diệt nốt cái con zombie này, chui vô nhà ngủ thôi các bạn ơi. Như vậy thì toang á, nhiều quái quá trời rồi, tại vì bây giờ đang ban đêm. Ây da da da. Ây da, đâu 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 đâu. Ăn miếng này cho hồi máu cái đã. Đừng có vô đây. Đừng có vô đây nha. Đừng có vô. Mình mở cửa dụ nó vô nè. Kêu đừng có vô mà cứ vô vô hoài à. Rồi còn con nào không? Có vẻ hết rồi. Ý còn con kia tranh thủ mình để mình lấy cái ba lô ra cái đã. Rồi đặt ba lô xuống và coi coi có ngủ được không nhá. Ui chết rồi có con zombie gần. Zombie nè, rồi ngủ liền. Rồi vậy là mình đã có thể ngủ được rồi các bạn ơi. Cái ba lô dơi của mình rất là tiện luôn, có thể đặt cái giường ra nè và thu hồi lại giống như vậy. Và mở cái loot bag nè. Cho mình Spider Robot Kit, một trái tá, hai trái táo và một cây gậy gì đó. Với cây gậy này có dùng được không? Chưa chưa cây gậy sấm sét thì cẩn thận nha, dùng cây khơi nó quýnh mình chết queo á. Mình không thể sử dụng nó. Cái này mình chưa biết dùng để làm gì nữa, nhưng mà tạm thời cứ giữ đi các bạn ơi, biết đâu sắp tới mình cần vào việc chế tạo thì sao. Còn rồi ui 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 mình tạo ra cái gì này các bạn ơi. Robot Spider, con nhện robot nè. Ôi nó còn bắn bắn ra cái gì nữa chứ. Ui các bạn có nghe tiếng gì không? Tiếng giống như động cơ nó đang vận hành vậy á. Ui đừng có phát nổ nha. Ui cái tiếng gì á? Hơi sợ á. Ui chết mình kích hoạt nó hay sao ấy. Ui ồn quá ồn quá ồn quá. Ui mình ấn cái gì nó kêu quá trời ơi. Phá hủy đi mình không muốn. Ui nó cự quậy được luôn kìa. Ui như động cơ nó đang tắt lại các bạn ơi. Ui hình quá hình quá. Phải đi cho sét đánh một cái nó mới tắt được nè. Ủa cái này mình quýnh được hả? Ủa cái này là cái con robot của mình hay sao? Có phải không?
không biết nữa mà, nhưng mà nó to quá các bạn ơi, phải chi mình cưỡi được nó thì hay biết mấy nha. Ui mình cho sét đánh phát, nó nổ cái lỗ bành kia ở đây luôn rồi. Ui nó còn ra khói phía sau lưng nè, ý phía bên này còn có một cái lucky block nữa nè. Rồi cần chần chờ gì nữa, cùng nhau đập lucky block thôi các bạn ơi. Và trời ơi cho tranh làm gì, mình đâu có trưng bày tranh đâu, cho tranh chứ không biết nữa. Ê, nhưng mà khoan, tranh trong đây có làm được gì không? Tranh trong đây thì không có công thức chế tạo nào khác hết. Phải chi tranh còn chế tạo được nhiều thứ thì mình còn có thể giữ, chứ nó không chế tạo được thì thôi khỏi giữ cũng được. Và đây có bò vàng enchant nè, lấy thêm thịt liền. Và thêm những trái táo vàng enchant đó. Ui con sâu nhìn thấy ghê vậy. Ui này thì sâu, sâu nè, sâu nè, này thì sâu hả? Định hù ai, định hù ai hả? Cho các người tàn sát luôn. Sâu rớm nè. Ui trong kia còn sâu bự nữa. À này thì sâu hả? Ui là nguyên 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 một cái anh đại gia đình sâu đó sống ở dưới một cái hồ các bạn ơi. Mấy mùi phát hiện kịp không thôi bị ăn thịt như chơi ấy. Ở phía bên này có thêm một cái ngôi làng nè. Ui gì đâu ra con nhện bự như vậy, mấy con quái vật xuất hiện ở khắp mọi nơi các bạn ơi. Mình phải tranh thủ tìm thêm nguyên liệu và làm một bộ giáp siêu anh hùng để đánh bại những con quái vật này thôi, chứ giờ mặc giáp sắt với quần amethyst á vô nó quýnh của nó chạy mất dép luôn ý. Con này bao nhiêu máu ta, để mình dùng nghĩ xem xét mình quýnh nó. Ui, nó dí mình, nó dí mình. Ê, 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 bình tĩnh bình tĩnh nào. 150 máu, 150 máu nè, tôi có gậy sắp xét đó. Quýnh sắp là cả lại thì mình dùng gậy chứ có gì đâu. Có gậy để chi đúng không các bạn, và đánh khi nào nó lật gọng thì thôi, đánh cho người chết nè. Rồi mình đã kết liễu nó bằng sức mạnh của gậy sấm sét rồi, coi coi nó có rơi ra đồ không. Ủa nó rơi ra cái sợi chỉ này, và cái sợi chỉ này á rất là cần thiết nha các bạn, và nó sẽ giúp mình vào việc chế tạo những cái clone này, và clone này sẽ làm giáp của Spider-Man đấy. Giáp của siêu anh hùng người nhện được thực sự luôn. Và giờ mình sẽ lại gần ngôi làng coi coi phía bên trong ngôi làng này có gì để mình có thể mang về được không nhá. Ui ở đây có bác dân làng này đổi đá lửa, đổi emerald. Cái nhà này ui, hay là mình định cư tại ngôi làng này ta, tại vì mình thấy ngôi làng này á ở cái địa hình nó bằng phẳng hơn ngôi làng cũ rất là nhiều luôn. Ngôi làng cũ của mình á nó kiểu như là nó ở đồi núi các bạn ơi, rất là khó khăn, và trên này có mấy anh hiệp sĩ, có bánh mì và cá mình sẽ lấy luôn. Còn còn cái gì nữa không? Trên đây là cái chỗ quan sát của mấy anh hiệp sĩ bảo vệ thôi. Mình sẽ đi xuống phía dưới trước cái đã, tại vì ui hơi cao nha, chơi trò chơi mạo hiểm các bạn ơi, nhảy xuống nè. Suýt nữa thì tôn. Và hình như cái ngôi làng này ở giữa cái hồ sao nè, nước quá trời luôn á. Và bác hữu thư này coi, đổi emerald hả? Ôi mình lo cho mấy bác này quá hả. Mình thì không sao rồi, mình còn quan sát kỹ chứ mấy bác này á, ban đêm á cắm đầu cắm cổ chạy lọt xuống cái hố này có nước chết á. Ở đó còn có cái hồ nữa, bị cuốn xuống dưới là mệt mỏi luôn. Để ít bữa nữa mình được thì mình sẽ rào cái hồ đó lại để không thôi tội nghiệp mấy bác dân làng. Không biết ê, ăn cướp, ăn cướp, cướp bóc hả, cướp bóc hả, dám cướp tại ngôi làng của tôi hả, tôi ở đây mà dám ăn cướp hả gì. Và có cái lướt bát cấp độ ray nè, mở luôn cho nóng, có thêm lưu ly. Cũng được cũng được. Và phía trong nhà này có một bác dân làng apothecary. Bác này tên Apothecary hay là cái nghề nghiệp ta, mình cũng không biết rõ nữa, nhưng mà vô kiểm tra. Ý dù trời, vô kiểm tra thử đi các bạn ơi, không biết bên trong đó có cái gì ta. Chưa chưa, để mình chui vô trước cái đã, nhảy vô một cái nè. Ui có xương rồng luôn, mình rất là cần xương rồng nha các bạn, nhưng mà cái cửa này sao nhảy không vô nhờ. Hay tại mình mập quá mình nhảy vô cái cửa nhỏ nó không vô ta. Để chắc cứu hơn mình sẽ để cái xô nước ở đây đi, nó có xô nước là dễ hơn hẳn liền. Bé dân làng này 200 máu, nhưng mà chơi kỳ vậy, chơi mà ém đồ nè các bạn có thấy không đó. Mình không để ý là suýt nữa thì không lấy được đồ rồi, và đập luôn cái vạt nè, chơi mà giấu đồ. Có một ít cái rowan berry hả, cái này để ăn hay sao ta, vừa để ăn nè. Ủa nhưng mà nó hồi ít xịt hả các bạn ơi, hồi có nửa cái cây thức ăn à.
ăn hết luôn. Ơi mà cái này nó có chế tạo được cái gì không? Không luôn hả? Thôi không thì mình ăn hết luôn. Rồi có táo nè, đất sét thì không cần. À, chai nước thì lượm tạm đi. Và xương rồng thì mình sẽ lấy một cái nhá, tại vì mình cần xương rồng để đâu rồi? Để mình chế tạo những cái giấc mơ của người đào mỏ, phục vụ vào việc đào mỏ tốt hơn. Rồi và thôi, bye bye bác dân làng đó đi. Chơi đổi đồ không tốt gì trơn ha. Và lấy lại cái xô nước cái đã. Rồi và tiếp tục vào bên đây. Tại vì bên đây có nhà của bác Hữu Hư nè. Hai nhà bác Thu Thư luôn. A few moments later. Ui, trong đây có cái rương nữa nè. Mấy cái rương ưa xuất hiện ở đây. Và thêm một cái viên kim cương nữa. Một bé bét rương luôn. Bị cứu mèo. Rồi ngần ngại gì mà không lấy nào. Và bét rương này mình cũng có thể chứa đồ được nữa nha. Rất là tốt luôn á. Thôi tạm thời thì mình sẽ đi tiếp về phía trước. Bên kia có con gà lôi kìa. Giật hết cho mình, tưởng đâu con gì không à. Ủa nhưng mà hình như nó tới một cái khu đầm lầy nữa hay sao rồi kìa. Ủa đầm lầy ở đây nhiều vậy ta? Mình không thích đầm lầy đâu. Đầm lầy địa hình nó không có được đẹp cho lắm á. Cỏ nó xám xịt à. Mình không thích cái màu cỏ đó cho lắm. Hy vọng là phía sau cái vùng đầm lầy này sẽ là một cái vùng đất nào đó màu mỡ hơn để mình có thể định cư luôn. Nhưng mà nếu mà bây giờ gặp được cái hang thì chắc mình sẽ xuống dưới và khai thác luôn đó. Tại vì mình đang rất là cần thêm những cái sắt đen. Chứ mình mới có 3 khối à, không đủ để chế tạo cái mà mình đang mong muốn nữa. Ồ, có vẻ là nó tới cái ngọn núi hay sao rồi kìa. Ừ, tới ngọn núi hơi bị cao luôn á. Để mình đi thêm một đoạn nữa coi. Nếu mà ngọn núi này phía trên có công trình thì mình sẽ khám phá. Còn nếu không thì mình sẽ đi xuống hang nhá. Đó có cái hang kìa. Đi thêm một đoạn nữa coi. Bật bản đồ lên là biết liền. Nhìn sơ qua thì hình như không có gì phía trên thì phải. Ui ở đây. Ui đây. Bạn nữ tóc đen nè. Có hai bạn luôn hả? Ê nhưng mà khoan, mình phải giải cứu mấy bạn nữ khỏi mấy tên ăn cướp mày này cái đã. À, dám quýnh mấy bạn nữ hả? Mấy tên này liều thiệt, dám quýnh mấy bạn nữ của mình. Dám quýnh mấy bạn nữ của... Ý, con này, chơi mà chơi bắn mũi tên vô phụ nữ hả? Con này bắn mũi tên vô phụ nữ nè. Có ngon thì bắn vô ta đi. Ê, trời ơi. Ui, chết. Bắn mũi tên lửa, tôi không sợ lửa đâu, tôi có nước kế bên mà sợ lửa cái gì. Rồi vậy là mình đã cứu được mấy bạn nữ rồi. Để bây giờ mình sẽ ăn trái táo vàng để cho nó hồi phục nhanh hơn cái đã. Sau đó thì mình sẽ tặng hoa cho mình, có 2 hoa mà không biết mấy bạn nữ có chịu nữa không nữa. Đây, công tình hồi nãy giờ mình giúp mấy bạn nữ này. Ý, bạn này dễ thương nè. Ok, mình sẽ tặng bạn này 2 hoa. Ui nhưng mà dễ thương nhưng mà sao khó tính vậy. Tặng hai hoa không chịu luôn. Ở đây, đây còn một hoa nữa nè. Nhất hoa tam nha, 3 hoa thôi nha. Đây, tặng thêm một hoa nữa. Được rồi nè. Thôi. Đừng, bình tĩnh nào. Đây, cho cái rìu á. Đừng có quýnh mấy bạn nữ này. Đi thôi. Đừng có quýnh nữa. Mấy bạn nữ này nóng tính quá à. Gặp là quýnh nhau à, bó tay thiệt luôn ấy. Quýnh Ripper. Quýnh con Ripper kìa. Hay quá bạn nữ ơi. Phía trên này có cái con gì. À con gì cao to vậy. Con gà bị gì đó. Hello, à không, nó chui đầu vô cục đất. Tự nhiên thấy nguyên cái mình con gà, không thấy cái đầu đâu hết. Giật mình à. Rồi lên đây chiến đấu với con này thử coi. Ender Knight hả? Đập nè bạn nữ đâu rồi? Với bạn nữ của mình đâu rồi? Quýnh nó bạn nữ ơi. Dám quýnh mình nè bạn nữ ha. Quýnh sắp là cà nó. Đây. Đâm nó. Này thì chống với bạn nữ. Cho một rìu là đi liền. Bạn nữ của mình hơi yếu ta. Để mình dùng coi mình có que không. Đây mình làm ít que đi. Sau đó làm cho bạn nữ mình một cây kiếm nha. Dù sao có kiếm thì sức tấn công bạn nữ sẽ cải thiện hơn. Đây cầm kiếm đi bảo vệ mình. Rồi và tiếp tục đi thôi. Ui nữa kìa. Mày vô đây. Ui bạn nữ mình quýnh kìa. Cố lên.
cô là cô nữ. Các bạn có thấy bạn nữ mình mạnh không? Ui ui ui, con gà, con gà. Ui, bạn nữ này vừa dễ thương mà vừa mạnh nữa, hơi bị thích luôn á. Rồi giờ thì mình sẽ tiếp tục đi để coi coi phía trước có cái công trình gì không nhá. Nếu không thì mình sẽ trở lại với công việc đào mỏ thôi các bạn ơi, và tìm thêm nguyên liệu á. Mới đi được có một đoạn chút xíu mà mình gặp được một cái ravine nè, một cái pho tượng của Dan TDM cũng như là một cái lucky block hay sao ấy, mình thấy cái gì đó vàng vàng. Để mình sẽ áp sát và bắt đầu khám phá từng cái nhá. Và đầu tiên thì mình nghĩ nên khám phá cái lucky block trước đi, biết đâu mình đập cái mình được một cái món đồ cực VIP thì sao. Gọi là lucky block mà, phụ thuộc vào nhân phẩm thôi á. Nhân phẩm của mình cái gài cũng đang lên nên mình cũng thoải mái mà đập thôi. Rồi vô và xơi cái lucky block thôi nào. Ơ nhưng mà như đằng kia có con Ripper đúng không ta? Chưa, kết liễu cái con này cái đã. Đúng rồi, quất á. Đúng rồi bạn gái ơi. Chém nó đi, đúng rồi, đơm đó. Đơm nè. Ui, con Ripper chưa lại gần mình đó, bạn gái đã siêu đẹp rồi. Đây còn con nữa nè. Ây da, dám quýnh mình. Quýnh mình một phát là bạn gái nhào vô ha, quýnh sắp mặt liền. Ui, mấy con Ripper này nguy hiểm ghê á, đông người lúc nào cũng vác TNT theo để đánh bom cảm tử hết. Phía này có con Enderman. Ây da, trời. Nó giận mình rồi, nó định quýnh mình đó. Ây da. Ui, Enderman quýnh đâu vậy? Ui, dám quýnh mình. Enderman 250 máu. Trâu như vậy thôi, đập lucky block thôi. Cái gì? Một cái beacon nè. Wow, mình hên thiệt á. Đập một phát được cái beacon luôn. Và cái beacon trong đây thì nó không có công thức chế tạo riêng hả? Hơi tiếc á nha. Nhưng mà thôi, nói chung có beacon là tốt rồi. Và mở cái loot bag lấy thêm độ may mắn nè. Được hai viên kim cương Luli. Rồi lấy hai thứ này thôi. Và cái loot bag nữa. Ơ nhưng mà trong loot bag còn nhẫn á mà. Nhẫn mình đâu có slot để đeo vô đâu. Ý, có nè. Được á nha. Impact beam ring hả? Mình sẽ đeo thử hai cái nhẫn này xem như thế nào. Ui, bạn gái bình tĩnh, nó có bom đây. Cẩn thận. Ui, con Ripper chơi kỳ ghê luôn á, nó đánh bom bạn gái mình. Ui kìa. Ủa? Ở đâu mà đánh bom mình ngoài ta? Không biết luôn á. Ok, giờ mình sẽ tìm đường để chui vào bên trong cái pho tượng này thôi. Vì bên trong này mình thấy có rất là nhiều vàng luôn. Mà mình cần phải làm cái cầu thang để cho bạn gái mình đi lên chung cái đã. Đây, làm cầu thang giống như vậy đi. Biết bạn gái có trèo lên được không ta? Thế thêm một ô đất nữa là đẹp. Đây, rồi có nguyên cái cầu thang để bạn gái lên nè. Nhưng mà mình sợ bạn gái lên được, mấy con quái cũng lên được á. Vậy thì toan lắm. Và trong này thì có một cái Pandora Box. Cái này là một cái rương khá là nguy hiểm á các bạn ơi. Đập thì nhiều khi nó ra đồ xịn nhưng mà cũng có khi nó ra cả đống thứ kinh dị luôn á. Rồi nhưng mà trước tiên thì mình sẽ cố gắng lấy hết cái số vàng trong này để sử dụng trong thời gian sắp tới nhá. Bây giờ mình sẽ trèo lên phía trên coi coi phía trên này sẽ có thêm những món đồ gì. Có một cái Soul Gem. Các bạn biết những cái gem này dùng để làm gì không? Đây, mình sẽ cho các bạn xem này. Gân tay của Thanos đó. Mình được một cái viên đá đầu tiên rồi nè. Ui, hôm nay có vẻ là một ngày may mắn của mình rồi. Được đó nha. Nhưng mà mình cần phải trèo lên cao hơn nữa thì mới có thể khám phá tiếp được. Hên thiệt sự luôn, không ngờ nhặt được một viên đá trong cái gân tay của Thanos. Và tiếp tục đi lên tầng trên. Ui, tầng này có vẻ hấp dẫn đây. Nhảy qua đây một cái. Có Pandora Box nè. Rồi có kim ba lô dơi này. Phía bên đây thì thuốc súng với chỉ đó ha. Nhưng mà chỉ thì cũng khá là cần thiết nữa, nên mình sẽ lấy thêm chỉ và thuốc súng nha. Hình như tầng này tầng cao nhất rồi hay sao ấy đúng không ta? Chưa, hình như phía trên còn kìa. Hình như tầng trên mới là tầng cao nhất á. Ok, để trèo lên khám phá nó tầng trên rồi chúng ta sẽ đi xuống nha. Tính ra gặp mấy cái pho tượng này cũng nhiều đồ xịn quá nha. Ủa cái gì vậy? À không, bé rương mình bị đói bụng, trời ơi. Kìa một cái giật hết cả mình. Có cái Master of Fear nè.
rồi cái bé rương, một cái Pandora box nữa, thêm một cái viên đá trên cái găng tay vô cực. Ui, vậy là mình tìm được hai viên đá trong ngày hôm nay rồi, được cái giày của Black Widow nữa. Wow, hôm nay mình đi khám phá nhặt toàn đồ xịn các bạn ơi. Thêm một cái viên đá nữa nè, một cái Throwing Bird, một cái nón của Hot Girl hả? Ui, nón này của siêu hồn nè. Ui, chuyến khám phá ngày hôm nay mình nhặt được quá trời đồ xịn các bạn ơi. Mình đầy đồ mất tiêu rồi. Ở đây có một vài cái loot pack á. Để giờ thì chúng ta cùng nhau mở luôn nha, để tìm thêm đồ. Thuốc súng thì lấy tạm được. Ngọc Ender sắt hả? Cái sắt thì cũng lấy luôn đi. Cái này thì cho vào bên trong lại và hết rồi. Nói chung thì đồ như đây cũng tạm ổn đối với mình đó. Và bây giờ thì mình sẽ xuống dưới cùng với cô bạn gái sau khi đã khám phá xong cái ấy, chưa, ở đây nó còn vàng nè. Để mình tranh thủ mình lấy hết vàng nha. Rồi sau đó xuống dưới cùng nhau mở những cái Pandora box thôi các bạn ơi. Mình đã trở ra ngoài và cũng như dọn dẹp lại đồ cho nó trống trải rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau mở những cái Pandora box nha. Cái này nó hơi đáng sợ một xíu á, nên mình sẽ tìm một khu nào đó cứng cáp như là chỗ đá này đi, để đỡ gây ra thiệt hại. Và đây là, cái này là triệu hồi ra bạn trai. Thôi, không được. Có bạn trai lỡ cô bạn gái mình bỏ đi theo tên đó thì sao? Đâu có được đúng không? Rồi và mở cái Pandora box đầu tiên nào. Ê, nhưng mà sao mình đói hoài ta? Ăn cho no bụng trước cái đã, để có sức một hồi là còn chạy nữa. Và Pandora box đầu tiên. Búp. Rồi, cái gì đây? Ui. Nó tạo ra cỏ hả? Ui, mấy chỗ đá gần đây nó biến thành cỏ rồi nè. Ui. Ui, cái này nó không có nguy hiểm cho lắm. Ui. Ui sao. Ui, cái gì vậy? Ai da. Ui, cô bạn gái đừng nha. Hình quá. Xét đánh không có chúng bạn gái mình. Ui, nhưng mà mấy con này nó làm gì mà căng thang. À, tên này tên đầu đạn nè. Tên đầu đạn cầm cúp nè. Mình không có sợ đâu. Giờ mình đang mặc ha, cái nón của Hot Girl á các bạn ơi. Mình không biết Hot Girl là siêu hồn như thế nào nữa. Để có gì trong này với hai tập mình sẽ tìm hiểu thử xem nhá. Và cái ủng này là của Black Widow luôn, khá là xịn. Rồi và cái Pandora box đầu tiên thì nó không có quá đáng sợ, nên mình sẽ mở tiếp cái Pandora box thứ hai. Nhưng mà cô bạn gái mình đang bị mất máu á. Hy vọng là cô bạn gái của mình sẽ chịu nổi ở đợt thứ hai nè. Và mở tiếp thôi. Đó. Nó mở. Ui, chạy thôi. Bạn gái ơi. Ui. No. Không được bỏ bạn gái. Ở đây cứu bạn gái thôi. Ê, nhưng mà hình như bạn gái mình đâu có bị đốt đâu. Ừ hé. Bạn gái mình bị nhiễm với sương của lửa các bạn ơi. À, giờ mình mới biết luôn á. Rồi cái thứ hai thì cũng không ảnh hưởng gì đến bạn gái mình quá, nên sẽ mở tiếp cái thứ ba nè. Rồi và cái thứ ba sẽ làm chậm sức mạnh cái gì đây. Đừng nha, đừng làm tao sợ nha. Có gì không? Tự nhiên nó cho mình sức mạnh quá trời nè. Ủa, nhưng mà sức mạnh nó cứ tăng dần theo thời gian vậy. Sức mạnh 3 lần á, không đùa đâu. Giờ nhiều khi mình quýnh phát một con bò 51 máu mình chết queo luôn nè. Ui, mạnh thiệt sự luôn. Nó tăng lên 4 phút mấy luôn rồi nè. Ôi, nó mất tiêu rồi. À, vậy là cái Pandora box này nó sẽ cho mình hiệu ứng sức mạnh. Và cái cuối cùng, hy vọng là sẽ cho mình thiệt là nhiều kim cương. Ui. Ê. Khoan. Ủa, gì đây? Mình gớt rồi sao bạn gái mình lại làm tiếng vậy? Ui, giật hết cả mình à. Ui, mình sao nhiều lava vậy? Ui, bạn gái mình tắm trên lava luôn kìa, thấy khỏe chưa? Ui, mình... Ui, trời. Ui, bạn gái mình tắm được chứ mình không có tắm được. Ây ơi. Bó tay thiệt luôn á. Trời ơi, cái khu đang đẹp tự nhiên mình lại quét nó hoang tàn luôn rồi nè. Và ở đây nhân tiện nó có những cái khắc diệm thạch á, mình sẽ ngồi đây và khai thác thử bằng cái cây cúp amethyst coi có được không nha các bạn. Ui, được luôn.
Vậy thì hay biết mấy nha. Giờ mình sẽ đào khoảng coi nào. Cái này là được hai rồi đúng không? Mình sẽ đào khoảng 4 cái đây các bạn ơi, vừa đủ để làm cái bàn enchant thôi. Vì cổng địa ngục mình không cần phải làm. Hôm trước mình có nhặt được cái bé vết cổng địa ngục á, nên chỉ cần ấn một phát là vô luôn à, đỡ phải xây cái cánh cổng địa ngục chi cho tốn kém. Rồi và đã có được số hắc diệm thạch kèm theo một cái loot bag hình như là legendary. Để giờ mình sẽ mở thử xem nhá. Đây, mở ra một phát nè. Được hai cái yên ngựa và một cái Thunder Step nữa. Và hình như nãy mình mới vứt hoa hồng đúng không? Thôi, hoa hồng thì không nên vứt đâu. Cho bạn gái của mình đi. Đây, cho bạn gái hoa hồng nè. Cho hiện tim luôn hả? Ui, cho hoa hồng là hiện tim đó nha. Và qua cái ngôi làng này coi. Hình như đây là một ngôi làng ở trên núi á các bạn ơi. Cũng được quá chứ. Khám phá nốt ngôi làng này coi coi có cái gì đặc biệt không nào. Hình như ngôi làng này cũng là ngôi làng nhỏ thôi à, không có nhiều thứ cho lắm ấy. Thôi kệ thôi kệ, có đỡ hơn không, và mong rằng có nhà của bác họ Ràng đi. Ông ra đi mình không thấy nhà bác họ Ràng đâu luôn ấy. Ui có bác thu thư nè, bác này đổi đồng hồ. Ui con sân bay, đi ra tránh xa khỏi ngôi làng. Mình còn sức mạnh đấy, chống chống với mình ha, mình cho à skeleton nè, chống chống hả, không có được lời gần ngôi làng của mấy bác dân làng này. Phía trên này là nhà của bác thủ thư rồi. Bác không có nhà nữa. Rồi và ý đằng kia có con khủng long máy móc. Khủng long máy móc hả? Để mình xuống dưới mình cho nó biết như thế nào là lễ độ nha. Mình định dùng cái Thunder Step cơ, nhưng mà nếu mình tấn công nó như vậy á, thì nó sẽ bị kiểu như là cháy rừng á. Mình không muốn gây ra mấy cái vụ cháy rừng á, không cần thiết đâu. Và giờ mình sẽ thử nha. Nhảy xuống cái lỗ này. Ý. Ui, suýt nữa thì to rồi. Chân mình ngắn quá, mình nhảy không có tới cái chỗ nước nữa. Cái này là triệu hồi ra con play. Thôi kệ đi, mình không cần làm cái quặng đó, qua đây đem con robot khủng long này trước cái đã. Ui, Batman, Batman. Ây da, ây da, ây da, cháy, 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 cháy. Ui, không biết mình giết Batman được không ta. Mình sợ nó cạp phát chết luôn mình luôn ấy. Bạn gái vô thử đi bạn gái ơi. Ui nó ăn thịt bạn gái mình. Đừng. Ăn thịt bạn gái mình, ăn thịt bạn gái mình. Ai cho ăn thịt? Ui nó quýnh không tới mình các bạn ơi. Ui mình quýnh nó được quá trời đam nè. Bạn gái cố lên. Đừng. Đừng bạn gái ơi. Mình phải giải cứu cho bạn gái mình mới được. Không ổn rồi, không ổn rồi. Cố lên, một xíu nữa thôi. Ấy, dám quýnh bạn gái, dám quýnh bạn gái của mình hả? Bạn này dễ thương nè. Ok, mình sẽ tặng bạn này. Hay quá. Tặng thêm một hoa nữa. Ui bạn gái của mình. No. Bạn gái của mình đi rồi các bạn ơi. Trời ơi, bạn gái đi của mình đi lại để lại cái đống guốc luôn á, mình đâu có mang guốc được đâu. Bạn gái ơi là bạn gái sung dữ gì không biết nữa. Trời ơi. Bó tay bạn gái mình luôn và có áo giáp titanium nè, mặc cho tạm trước đi. Ui đây là những ui cái bông hoa mà bạn gái để lại cho mình đi sau này. Ui chắc cái này là hoa bạn gái, ý của bạn gái là thôi mình hãy đi tìm một cô bạn gái khác để bảo vệ đi á, chứ không thôi là bạn gái cũng không có để lại mấy cái hoa làm gì đâu. Nhưng mà mình chỉ tiếc vì sự hy sinh của cô bạn gái của mình thôi, mình còn được một chiếc xe đồ chơi nữa nè. Chắc con mắt mang nó rơi ra xe đồ chơi á, còn quá giặt biển. Cạp cạp hả, cạp cạp hả, cạp cạp hả. Mình hết hiệu ứng sức mạnh rồi, chắc mình phải ăn vô trái táo vàng quá. Mình sợ không có táo vàng với sự trợ giúp của bạn gái mình đánh không có lại nó ấy. Quýnh, quýnh sắp la cài người nè. Quýnh sắp la cài với người. Mình đã mất đi một cô bạn gái rồi nên cần phải mạnh mẽ hơn. Đừng có chống với ta, đừng có chống với ta, ta vừa hy sinh một cô bạn gái đấy. Người đi ra chỗ khác không? Rồi và nó rơi ra rất là nhiều cá luôn. Mình sẽ lượm thêm cá tại vì sắp tới mình cần cá để kiểu như là cho mấy bé bé của mình ăn. Đây, lượm hết về luôn. Rồi, nãy giờ đi khám phá cũng khá là xa nhà rồi đó các bạn ơi.
Nhưng mà mình rất là tiếc vì sự hy sinh không đáng muốn của cô bạn gái mình mới tán tỉnh trong ngày hôm nay á. Mới đi khám phá chưa được bao lâu thì bạn gái đã đi luôn rồi. Buồn ghê á. Okay, chắc bây giờ mình sẽ trở về cái pho tượng ban đầu mà mình sống thôi các bạn ơi. Để mình có thể dọn dẹp đồ á và chuẩn bị thêm một vài thứ nữa cho công việc sắp tới nhá. Mình đã dọn dẹp đồ lại xong rồi và hiện tại sau chuyến khám phá ngày hôm nay á thì mình đã mang về được một vài thứ tốt, chẳng hạn như là cái nón của một siêu anh hùng nè, cái ủng của một siêu anh hùng và một cái áo giáp mới nữa. Bên cạnh đó thì mình còn có được những viên đá trên cái găng tay vô cực nữa các bạn ơi, mình được 3 viên rồi đó. Khi nào mình có được cái này là tổng cộng là 2, 4, 6, có 6 viên và một ít thứ này nữa thì mình sẽ làm nốt cái găng tay vô cực để tới thử coi sức mạnh của găng tay vô cực là như thế nào nhé. Thử búng tay một phát coi coi nữa phần nữa cái con quái trong thế giới này có biến mất hay không. Và ngoài ra thì trong cái rương của mình á còn được trang bị thêm một cái chiếc xe đồ chơi nè, một cái beacon cũng như là một vài thứ đặc biệt trong cái rương này và kể cả trong bé rương này nữa. Nhưng mà mình có một cái chuyện buồn, đó chính là cô bạn gái của mình đã hy sinh rồi các bạn ơi. Chỉ vì muốn chiến đấu chung với mình đánh bại con Batman á mà đã bị nó ăn thịt mất tiêu rồi. Mình đã cố gắng đánh nhanh hết sức á nhưng mà cũng không có kịp. Để sắp tới mình sẽ cố gắng tăng cái sức tấn công của mình lên bằng cách nâng cấp vũ khí á và bảo vệ hết những người bạn cũng như là mấy cô bạn gái của mình, không để bất cứ cô bạn gái nào phải hy sinh nữa nhá. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.